Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày. Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Các luật sư chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn. Chuyên mục Bạn và pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc, phát triển VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam. Bạn và pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn. Thưa các bạn, theo báo cáo trả lời kiến nghị từ cử tri vừa được thanh tra chính phủ gửi đến các đại biểu quốc hội. Năm 2017, kết quả thu hồi tài sản tham nhũng không đạt chỉ tiêu 60% nêu trong nghị quyết số 111 năm 2015 của quốc hội khóa 13. Báo cáo cũng cho biết trong năm 2017, toàn ngành thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 67.000 tỷ đồng, hơn 17.000 hecta đất, đã kiến nghị thu hồi hơn 43 tỷ đồng, gần 5.000 hecta đất, xuất toán loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hơn 24.000 tỷ đồng và gần 13.000 hecta đất, nhưng chưa nói đến tỷ lệ thu hồi. Điều này cho thấy việc thu hồi tài sản tham nhũng là rất khó. Trong chương trình Bạn và Pháp luật của ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến phòng thu luật sư Nguyễn Thanh Hà đến từ công ty luật SB Law để cùng làm rõ những vấn đề pháp lý liên quan đến việc thu hồi tài sản tham nhũng vì sao khó. À, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi. Ờ, xin chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý thính giả quan tâm đến nội dung này có thể tham gia chương trình qua số điện thoại 069 240 069 24084 hoặc gửi thư đến hộp thư điện tử vovcôngana.gmail.com Và trước khi vào cuộc trao đổi là phản ánh của phóng viên chương trình. Thưa các bạn, mới đây sự sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên buộc ông Đinh La Thăng phải bồi thường 630 tỷ đồng trong hai vụ án nhưng đến nay các cơ quan tố tụng chưa có động thái kê biên, phong tỏa tài sản của ông. Vì vậy, nhiều ý kiến cho là phần bồi thường này rất khó thi hành nếu cấp phúc thẩm y án. Không chỉ vụ ông Đinh La Thăng mà hàng loạt vụ án tham nhũng khác, phần thu hồi tài sản cho nhà nước không dễ. Vì luật không ràng buộc người tiến hành tố tụng áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản và hàng loạt vướng mắc. Qua cái công tác kiểm tra, giám sát thì cũng còn cái tình trạng vi phạm thì vẫn còn xảy ra và chúng ta cũng đã phát hiện và xử lý nhiều cái trường hợp đã vi phạm các cái quy định về chế độ định mức tiêu chuẩn à, sử dụng sai các cái kinh phí của nhà nước cũng như là gây thiệt hại và cũng dẫn đến việc là phải xử lý và thậm chí cả về hình sự à, bên cạnh đấy thì cũng còn không ít những cái chế độ định mức thì cũng còn lạc hậu nó chưa theo kịp với lại cái thực tiễn cuộc sống nguyên nhân thì cũng có nhiều nhưng mà chủ yếu cũng một phần cũng do là 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 cái khâu xây dựng là chế độ định mức của chúng ta cũng chưa được coi trọng đúng mức và cũng một phần là do những khó khăn nội tại của nền kinh tế và của ngân sách của nước. Theo Bộ luật tố tụng hình sự, để đảm bảo hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố xét xử, thi hành án thì cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể áp dụng biện pháp áp giải, dẫn giải, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, trong đó kê biên tài sản được áp dụng đối với bị can, bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm có quy định hình phạt tiền hoặc có thể bị tịch thu tài sản hoặc để đảm bảo bồi thường thiệt hại. Việc kê biên có thể thực hiện ngay sau khi khởi tố bị can, điều tra vụ án. Luật phòng chống tham nhũng xác định tài sản tham nhũng là tài sản có được từ hành vi tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ hành vi tham nhũng. Quy định của pháp luật đã có những thực tế, phần thu hồi tài sản luôn là khâu yếu nhất. Thu hồi tài sản thì cũng còn nhiều cái hạn chế yếu kém, à, nó phản ánh ngay ở cái kết quả thu hồi của chúng ta còn rất thấp. Mặc dù là chúng ta đều biết là cái thu hồi tài sản tham nhũng nó nó rất là khó khăn, nên nguyên nhân là chúng ta chậm phát hiện các cái vụ việc tham nhũng. Nếu như những cái vụ việc tham nhũng mà chúng ta bắt quả tang thì bảo đảm là chúng ta chúng ta thu hồi ngay được đưa nhận hối lộ bắt tại chỗ thì chắc chắn là cái cái giá trị tài sản tham tham nhũng là sẽ được thu hồi thu giữ ngay nhưng những cái vụ án tham ô và những cái đối tượng họ đã thực hiện hành vi tham nhũng trước đó nhiều năm sau đó thì bản thân cái đối tượng đó đã có những cái họ có những cái thay đổi về điều kiện công tác rồi cái số tiền tham nhũng đó cũng đã được sử dụng cho những cái mục đích khác nhau thậm chí là tiêu xài hoang phí dẫn đến khi mà bị phát hiện thì cái, cái đối tượng đó không thể khắc phục được cho dù là phải chịu những hình phạt nặng nề nhất. Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày. Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Các luật sư chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn. Chuyên mục bạn và pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần trong chương trình phát thanh vì an ninh tổ quốc phát trên vov 1 đài tiếng nói Việt Nam. Bạn và pháp luật Hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn thưa luật sư chúng ta có nghị định 78 ngày 17 tháng 7 năm 2013 về việc minh bạch tài sản và thu nhập tại điều 70 và điều 71 của luật phòng chống tham nhũng thì cũng đã có quy định về việc tịch thu tài sản tham nhũng bao gồm tài sản do tham nhũng mà có và tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng thế nhưng mà khi xử lý các cái vụ việc tham nhũng thì số tài sản thu hồi được lại rất nhỏ vậy thì nguyên nhân là do đâu về cái nguyên nhân thì tôi có thể trao đổi như sau. Theo cái luật phòng chống tham nhũng năm 2005 ấy và sửa đổi bổ sung năm 2007 và gần đây nhất là năm 2012 thì có quy định tài sản tham nhũng là tài sản có được từ hành vi tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ hành vi tham nhũng. Thu hồi tài sản tham nhũng thì là một trong những giải pháp quan trọng để khắc phục hậu quả của những thiệt hại mà tham nhũng gây ra phát hiện và thu hồi tài sản tham nhũng thì có hiệu quả sẽ có tác dụng là gian đe tác động mạnh vào tâm lý tội phạm tham nhũng ngăn chặn động cơ của tham nhũng là một trong những thước đo hiệu quả của cái công tác phòng chống tham nhũng của các cái cơ quan chức năng tuy nhiên thì việc thu hồi tài sản tham nhũng thì tương đối là phức tạp và khó khăn và số tiền thu được như là phản ánh như chị nêu ở trên ấy là rất là nhỏ thì một số các lý do chủ yếu như sau lý do thứ nhất là các cái quy định của pháp luật liên quan đến việc thu hồi tài sản tham nhũng còn nhiều bất cập cụ thể là với các cái vụ án tham nhũng ấy, thì quy định về kê biên tài sản đối với bị can bị cáo là quy định không bắt buộc trên thực tế thì chỉ khi có căn cứ đủ về cái mức thiệt hại các cơ quan tiến hành tố tụng có thể tiến hành kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án sau này cũng theo điều 128 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có quy định là chỉ kê biên phần tài sản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu hoặc phải bồi thường thiệt hại. Trong khi những cái mức tương ứng này thì chỉ có thể biết được sau khi mà tòa tuyên án nên cũng góp phần vào việc hạn chế áp dụng các biện pháp phong tỏa và kê biên. Tuy nhiên thì cũng cần nhìn nhận đó là những cái quy định này thì cũng có những cái điểm hợp lý đó là tránh cái sự tùy tiện và lạm dụng của các cái cơ quan tiến hành tố tụng do đó vấn đề quan trọng ở đây là các cái cơ quan tiến hành tố tụng phải kê biên được tài sản nhanh chóng và đúng luật và cái nguyên nhân thứ hai là uh, thời gian để có phán quyết bị cáo phạm tội tham nhũng kéo dài nên uh, phần lớn là các cái tài sản có được tham nhũng bị tẩu tán chuyển cho người khác đứng tên và thậm chí là tuồn ra nước ngoài thì đây là hai cái nguyên nhân chính mà theo quan điểm của tôi là khó trong cái việc là thu và nếu mà có chúng ta thu được thì cái số lượng thu hồi lại tương đối là nhỏ. Vâng, việc kê khai tài sản là một trong những cái chứng cứ trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Năm 2017 thì Ủy ban tư pháp của Quốc hội nhận thấy là cái số người kê khai tài sản thu nhập là rất lớn, hơn 1 triệu người. Thế nhưng mà chỉ xác minh đối với 78 người, tức là giảm 81,4% so với năm 2016. Và cái kết quả xác minh thì chỉ phát hiện là 5 trường hợp vi phạm ạ con số này cho thấy điều gì ạ thưa ông theo cái quan điểm cá nhân của tôi thì con số này nó phản ánh một cái tình trạng đó là cái công tác kê khai tài sản để từ đó dẫn đến cái việc là giám sát cái tài sản của những cái cán bộ công chức thuộc cái diện phải kê khai tài sản theo quy định của luật phòng chống tham nhũng của chúng ta là chưa hiệu quả với với một cái số lượng là gần 1,2 triệu người cán bộ công chức phải kê khai tài sản nhưng mà chỉ có xác minh 78 người lại còn giảm hơn so với 2016 thì tôi nghĩ ở đây là một cái 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 việc làm chúng ta chưa hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta biết là thực tế thì còn nhiều trường hợp kê khai mà của không trung thực, không kê khai cái, hoặc là nhiều người mà kê khai khi bổ nhiệm vào cái chức vụ lãnh đạo quản lý theo quy định nhưng là không kịp thời phát hiện xử lý và cái việc giải trình cái nguồn gốc tài sản tăng thêm trong một số trường hợp còn chưa hợp lý và thậm chí còn gây ra cái phản cảm và cái nguyên nhân của cái tình trạng này là chưa có cái cơ chế đủ mạnh để kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn và đặc biệt đó là cái việc là chúng ta thanh toán bằng tiền mặt nó còn phổ biến thế vì vậy mà dẫn đến cái công tác kê khai tài sản và kiểm soát là một trong những cái việc quan trọng của việc phòng chống tham nhũng của chúng ta chưa hiệu quả Vâng, nếu cơ quan điều tra không đề cập đến việc kê biên tài sản hoặc là phong tỏa tài khoản thì Viện Kiểm sát vào án có tự ý thu thập tài liệu chứng cứ để mà đưa ra các cái biện pháp cưỡng chế thu hồi tài sản hay không ạ thưa ông? Về cái vấn đề này ấy thì tôi với tư cách là luật sư thì tôi đưa ra viện dẫn các cái quy định của pháp luật hiện hành để chúng ta hiểu được một cách tốt hơn về cái quy định này. Theo cái điều 37 của cái bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 ấy thì có quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của điều tra viên thì điểm e có quy định là điều tra viên có quyền là thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh hoặc là quyết định bắt tạm giữ, tạm giam, khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, xử lý vật chứng. Và cũng theo điều 128 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có quy định là những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều 113 của bộ luật này thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền ra lệnh kê biên tài sản. Lệnh kê biên của những người được quy định tại điểm a khoản 1 điều 113 của bộ luật này phải được thông báo ngay cho viện kiểm sát cung cấp trước khi thi hành. Thì tôi dẫn chiếu đến cái khoản 1 điều 113 của bộ luật tôi vừa nêu trên thì có quy định là những người sau đây có quyền ra lệnh quyết định bắt bị can bị cáo để tạm giam đó là thủ trưởng phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp Trường hợp này thì lệnh bắt phải được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân và Viện uh, trưởng, Phó Viện uh, trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và tránh án, Phó tránh án, Tòa án dân, nhân dân và tránh án, Phó tránh án, Tòa án quân sự các cấp hội đồng xét xử vân vân. Thì theo đó thì thông thường là nếu mà các cơ quan điều tra mà không đề cập đến cái việc kê biên tài sản hoặc là phong tỏa tài khoản thì viện kiểm sát, tòa án cũng không có cái điều kiện để tự mình thu thập tài liệu chứng cứ để đưa ra các cái biện pháp cưỡng chế nêu trên. Thì đây là những cái khó khăn mà tôi nghĩ là đây là một cái thực tế trong cái công tác phòng chống tham nhũng như phóng sự mở đầu thì chúng tôi đã đề cập đến một số quy định trong luật phòng chống tham nhũng hiện hành đang là trở ngại lớn đối với việc thu hồi tài sản tham nhũng về nội dung này thì phóng viên chương trình có phỏng vấn ghi lại một số ý kiến của người dân có theo dõi một số buổi hội thảo của Quốc hội diễn ra vào tháng 11 năm 2017 thì uh, có biết rằng là cái việc sửa đổi luật phòng chống tham nhũng cũng đã giải quyết được những cái vấn đề thu hồi tài sản do tham nhũng. Uh, tuy nhiên thì tôi băn khoăn ở cái chỗ là cái quy định sẽ đánh thuế 45% tài sản bất minh là không hợp lý. Uh, điều này thì tôi nghĩ rằng là sẽ khuyến khích người ta tham nhũng. Theo ý kiến của tôi thì mà muốn tịch thu cái khối tài sản này thì phải thông qua các cái vụ án hình sự từ cái khâu mà khởi tố điều tra uh, truy tố cho đến xét xử nhưng mà thực tế thì các cái thủ tục đó thì thì rất là khó thu hồi tài sản uh, nhiều vụ án thì đã không còn tài sản để mà thi hình án à, thực tiễn vừa qua thì tôi thấy có rất là nhiều cái vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử à, một số cái trường hợp kê khai tài sản thì không đúng nhưng kỷ luật người kê khai chỉ có thể là khiển trách và cảnh cáo thậm chí là cách chức chứ không thể nào thu hồi được tài sản và không giải trình được cái nguồn gốc hợp pháp của họ. Tôi thực sự là bức xúc. Vừa rồi là ý kiến của một số thính giả về việc thu hồi tài sản tham nhũng qua một số vụ án mà họ đã được chứng kiến đã xem qua các phương tiện thông tin đại chúng. Ở dưới góc độ là một luật sư thì theo ông, cái việc thu hồi tài sản tham nhũng ở nước ta hiện nay đang vướng mắc nhất ở phía văn bản luật hay là ở phía người tham nhũng không kê khai tài sản trung thực hoặc là có hành vi tẩu tán tài sản? Uh, theo uh, quan điểm của tôi ấy, thì đều cái việc là khó khăn trong cái công tác phòng chống tham nhũng cũng như là việc thu hồi cái tài sản tham nhũng để khắc phục hậu quả thì uh, có vướng mắc là từ các cái văn bản pháp luật như tôi đã nêu trên và cũng khó khăn trong cái việc là những cái người tham nhũng kê khai không trung thực hoặc là có cái hành vi tẩu tán tài sản và đặc biệt là cái hành vi tẩu tán tài sản thì tôi có thể nêu đó là hiện nay thì cùng với sự mở rộng cái kinh tế thế giới ở kinh tế mở cửa của việt nam thì cái việc là người việt nam chuyển tài sản tham nhũng sang nước ngoài là phổ biến ví dụ như là trong cái vụ án giang minh đạt thuộc vinasin mà gần đây chúng ta xử thì chúng ta biết là giang minh đạt đã khi mà thấy được là có thể sắp bị khởi tố điều tra về cái tội tham nhũng thì đã tiến hành là chuyển cái tiền ra nước ngoài từ trước đó và mua bất động sản ở nước ngoài cũng như là các cái tài sản giá trị lớn ở singapore rồi các cái quốc gia khác thì từ những cái việc như thế thì chúng ta hiểu được là việc thu hồi tài sản tham nhũng nó có nguyên nhân từ ba cái tôi đã nêu ở trên. Theo ông thì cái quy định là đánh thuế 45% đối với tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp thì có hợp lý không? Ủy ban thường vụ Quốc hội thì trong cái phiên họp thứ 23 về việc cho ý kiến về luật dự án phòng chống tham nhũng sửa đổi thì theo cái dự thảo mới nhất ấy thì chính phủ có bổ sung cái điều 59 quy định về xử lý tài sản thu nhập thực tế lớn hơn Số đã kê khai hoặc là số tăng thêm Mà người kê khai không giải trình được Một cách hợp lý về phần tranh lệch Thì hai cái phương án được cơ quan soạn thảo Trình ra uh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Thì có thể cụ thể như sau Phương án thứ nhất dự luật quy định là Mức thuế suất 45% đối với thu nhập Chịu thuế do vi phạm quy định Của luật phòng chống tham nhũng Đơn vị kiểm soát tài sản thu nhập sẽ yêu cầu Cơ quan thuế thực hiện việc này Thông qua việc áp thuế thu nhập cá nhân Và phương án 2 quy định là đơn vị kiểm toán tài sản kiểm soát tài sản thu nhập yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức phạt tiền bằng 45% giá trị của phần tài sản thu nhập chênh lệch hoặc là tăng thêm thì có nhiều ý kiến cho rằng là tài sản không giải trình là tài sản bất minh tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi ấy, thì cũng khó có thể nói là việc không giải trình được một cách hợp lý là thì đó là tài sản bất minh và không giải trình được một cách hợp lý nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng không chứng minh được đó là tài sản bất hợp pháp thì phải uh, suy đoán đó là vô tội coi như là tài sản hợp pháp còn khi mà cơ quan nhà nước chứng minh được đó là tài sản bất minh thì có thể áp dụng các cái chế tài về hình sự uh, xử lý về dân sự xử lý về kỷ luật hành chính chứ không phải đánh thuế là hợp pháp hóa thì đấy là phương án thứ nhất còn đối với phương án thứ hai thì coi là hành vi vi phạm thì và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tuy nhiên thì nộp phạt xong có phải uh, đóng thuế thu nhập cá nhân nữa hay không? thì còn khó khá nhiều cái vướng mắc do đó thì uh, quan điểm cá nhân của tôi thì tôi không đồng tình với cả hai cái phương án mà uh, chính phủ đã nêu bà ban ban soạn thảo uh, đã nêu mà chúng ta cần phải cân nhắc thêm và đề ra những cái uh, biện pháp mới một cái mức mới đối với lại cái việc uh, các cái tài sản mà không thể giải trình được uh, như trong cái dự thảo đã nêu cũng có ý kiến cho rằng là hiện nay cái việc xử lý chưa nghiêm một số trường hợp mà lãnh đạo cấp sở có cái biểu hiện là tham nhũng thì đã khiến cho cái công tác phòng chống tham nhũng rơi vào hình thức ạ. Ông nghĩ sao về cái vấn đề này? Trong cái thời gian qua thì cái việc xử lý trách nhiệm của cái người đứng đầu để ra cái xảy ra cái tình trạng tham nhũng tại một số cơ quan tổ chức đơn vị thì vẫn còn bị xem nhẹ và chưa tương xứng với một số các vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử thì hiện nay thì cái việc thực thi pháp luật nói chung và pháp luật về phòng chống tham nhũng nói riêng thì còn uh, chưa được uh, triệt để và nghiêm. Mới là uh, nghiêm khi mà chúng ta có cái ban phà phòng chống tham nhũng ở trung ương thì hoạt động ở một số các cái vụ án thì tương đối là là nghiêm nhưng mà ở dưới địa phương thì theo quan điểm của tôi thì uh, còn chưa được quyết liệt và bên cạnh đó là cái ý thức đạo đức công vụ của một số cái cán bộ công chức còn hạn chế và cái việc nhũng nhiễu tiêu cực đòi hối lộ trong cái quá trình giải quyết công việc của người dân doanh nghiệp thì vẫn chưa được ngăn chặn một cách kịp thời và đây là một cái nhức nhối rất lớn cho cái cộng đồng doanh nghiệp cũng như là công dân ngoài ra thì cái việc xử lý cái người mà có hành vi tham nhũng người bao che cho hành vi tham nhũng và người đứng đầu cơ quan tổ chức để xảy ra tham nhũng trong nhiều trường hợp còn chưa nghiêm dẫn đến tình trạng nhiền luật và nhiều người thì có tư tưởng là có hạ cánh an toàn và cái điều này thì cũng làm cho cái việc là khó trong cái việc phòng chống tham nhũng đặc biệt là ở cấp dưới không phải cấp trung ương nhìn nhận tại một số quốc gia có các cái mô hình phòng chống tham nhũng hiệu quả cho thấy thì cũng không hy vọng thu hồi 100% tài sản tham nhũng à, vì vậy trách nhiệm giải trình và chế tài áp dụng khi không giải trình rõ tài sản đã được các nước đặt ra để sớm khoanh vùng nhận diện và tăng khả năng thu hồi tài sản ông nghĩ sao về cách làm này ạ? tôi nghĩ là nếu mà cái phương án nêu trên được chấp thuận đưa vào dự thảo thì phải được tiến hành thông qua thủ tục tư pháp một cách công khai và chặt chẽ và đủ thời gian cho người có tài sản giải trình và do tòa án có, có phán quyết chứ không phải bằng con đường hành chính. Và chính các cái cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm soát tài sản của cán bộ công chức phải có trách nhiệm đưa cái vụ án ra các cái phiên tòa để giải quyết. Thì tôi nghĩ là với cái điều kiện kinh tế của Việt Nam thì chúng ta là cái quốc gia mà phát triển đi sau thì các cái mô hình mà nước ngoài người ta đã áp dụng hiệu quả thì chúng ta có thể nghiên cứu học hỏi để áp dụng vào cái trường hợp uh, cụ thể của Việt Nam làm sao mà chúng ta thu hồi được nhiều uh, cái tài sản bị uh, thiệt hại nhất. Vâng chúng tôi nhận được một ý kiến của một thính giả tên là Bình gọi đến từ Nam Định ạ. Thính giả Bình có hỏi rằng uh, có một số trường hợp tài sản tham nhũng do phạm tội mà có thì đã được đối tượng chuyển sang đứng tên bà con họ hàng, thậm chí là còn chuyển tiền tài sản trái phép ra nước ngoài. Và trong quá trình thu hồi tài sản thì cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn, thậm chí là không thể thu hồi được. Luật sư có thể cho biết những khó khăn vướng mắc trong những cái trường hợp cụ thể đó thì nói như thế nào? Thì trong các cái vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng thì người phạm tội chủ đích là không đứng tên, chủ sở hữu tài sản và không kê khai tài sản và đẩu tán hoặc che giấu tài sản tinh vi nên là khó xác minh tài sản, nguồn gốc tài sản để thi hành án và đặc biệt là Việt Nam thì là chúng ta vẫn còn sử dụng cái mô hình là uh, tiền mặt uh, rất là nhiều trong các cái giao dịch mua bán bất động sản hoặc là mua bán những cái tài sản lớn, thành ra đây là cái khó khăn uh, chủ yếu. Đối với cái, cái trường hợp mà tài sản mà do phạm tội mà có nằm ở trong nước thì cơ quan pháp luật có thể áp dụng các cái biện pháp tịch thu, kê biên và bán đấu giá không 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 mấy khó khăn nếu mà phát hiện ra. Nhưng mà đối với những cái tài sản nằm ở nước ngoài ấy, thì việc giải quyết gặp rào cản về cái chế định uh, xử lý tài sản do phạm tội mà các quốc gia khác nhau thậm chí là không tương thích. Thì đấy là cái khó khăn. Và trong cái bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì có quy định đó là hợp tác quốc tế trong cái tố tụng hình sự gồm tương trợ ở uh, tư pháp về hình sự dẫn độ tiếp nhận chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù và các cái hoạt động hợp tác quốc tế khác được quy định tại bộ luật tố tụng hình sự uh, pháp luật về tương trợ tư pháp và điều quốc tế mà cộng hòa xã chủ nghĩa việt nam là thành viên thì căn cứ vào quy định này ấy, thì nếu mà muốn xử lý cái tài sản do người việt nam phạm tội mà có và tài sản đó nằm ở quốc gia khác thì cơ quan tố tụng việt nam trước hết phải căn cứ vào các cái hiệp định tương trợ tư pháp ký giữa việt nam và quốc gia đó mà nếu mà việt nam chưa gia nhập các cái điều ước quốc tế song phương và đa phương liên quan đến tố tụng hình sự được thực hiện thì việt nam cũng rất là khó khăn trong cái việc là thu hồi tài sản tham nhũng và đấu tranh uh, chống tham nhũng đặc biệt là khi tài sản đã ở nước ngoài. Vâng rõ ràng là luật pháp của nước ta về vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng thì còn rất nhiều bất cập uh, đã khiến cho việc uh, xử lý những vụ án về tham nhũng không đạt hiệu quả và khiến dư luận bất bình. Vậy uh, theo ông để có thể giải quyết những cái bất cập này thì cần phải có những thay đổi về luật cụ thể như thế nào? Uh, theo tôi thì dù có nhiều cái hạn chế nhưng mà không cần phải sửa luật theo 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 quan điểm của tôi ấy là chúng ta cần phải uh, nghiên cứu để sửa các cái uh, quy định của pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng và đặc biệt là chúng ta nên học cái uh, kinh nghiệm của các cái quốc gia đi trước về cái việc là phòng chống tham nhũng đặc biệt là thu hồi các cái tài sản tham nhũng với những cái quốc gia mà có các cái điều kiện kinh tế xã hội giống như Việt Nam hoặc là những cái quốc gia đi trước người ta đã có kinh nghiệm rồi. Thứ hai nữa là các cái cơ quan có thẩm quyền đặc biệt là cơ quan phòng chống tham nhũng thì chủ động tích cực áp dụng các cái quy định để đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng, thu hồi tài sản kịp thời cho cho nhà nước và nộp vào ngân sách, không có cái sự lẻ lang và chúng ta phải là những cái những cái cán bộ phòng chống tham nhũng phải là những cái cán bộ gương mẫu và bên cạnh đó thì để phòng chống tham nhũng hiệu quả thì uh, chúng ta cần phải có cái cơ chế để uh, kiểm soát tài sản thu nhập toàn xã hội thông qua các cái công ký cái cụ quản lý ví dụ như là hạn chế trong cái việc là sử dụng tiền mặt thứ hai là có cái chính sách minh bạch đối với tài sản qua đó thì nhà nước có thể kiểm soát được cái biến động nguồn gốc của tài sản và phòng ngừa cái tẩu tán tài sản rửa tiền từ cái hoạt động tội phạm trong đó có tham nhũng hỗ trợ cái việc thu hồi tài sản tham nhũng bên cạnh đó thì cũng tăng cường cái phối hợp thanh tra kiểm toán viện kiểm sát tòa án để sớm tiếp nhận kết quả thanh tra kiểm tra và có biện pháp phong tỏa tài sản phạm tội và thực hiện cái thu hồi không để tẩu tán và tăng cường cái quản lý tài sản công khai việc kê khai tài sản của công chức viên chức phục vụ công tác phòng chống tham nhũng đồng thời uh, tạo điều kiện uh, truy thu tài sản đối tượng tham nhũng nếu có và đặc biệt là đối với công tác phòng chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng thì không phải chỉ có sửa đổi luật là xong mà đây là một cái biện pháp và giải pháp tổng thể trong đó có cái việc đó là uh, phải xem xét cải thiện cái thu nhập cũng như là lương của cán bộ công chức. thứ hai đó là nâng cao cái trách nhiệm cũng như là đạo đức của những cái cán bộ công chức và thứ ba là khi mà phát hiện thì phải xử lý kịp thời, không để nhân luật ấy và thứ tư đó là khi mà có cái việc là tài sản bị thu hồi thì phải tích cực trong cái việc điều tra, không để cái vụ việc nó kéo dài quá lâu và dẫn đến là các cái đối tượng người ta tẩu toán được tài sản và không thể thu hồi được vâng xin cảm ơn những chia sẻ rất là cụ thể vừa rồi của luật sư nguyễn thanh hà thưa các bạn các vụ án tham nhũng do nhiều đối tượng thực hiện có tổ chức thời gian xảy ra lâu mới bị phát hiện và hành vi tham nhũng cũng được che đậy dưới nhiều hình thức khác nhau rất khó để phát hiện và đối tượng thường cất giấu tài sản hợp lý hóa hoặc tiêu hủy tài liệu chứng cứ dẫn đến việc điều tra thu thập tài liệu chứng cứ cũng còn khó khăn Bên cạnh đó thì sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giải quyết các vụ án cũng thiếu nhất quán, nhất là trong việc đánh giá chứng cứ, một số văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng còn bất cập. Thêm vào đó thì như nhiều quan điểm đã nêu trước đây, việc kê khai mới dựa vào tự giác, chưa có cái sự quy định của cơ quan có thẩm quyền xác minh chủ động các cái bản kê khai và cũng chưa có cái quy định là công khai các cái bản kê khai này để người dân có thể giám sát dẫn đến cái việc là gây ra nhiều cái bức xúc ở trong dư luận thực trạng trên thì cho thấy là pháp luật thì cần phải có những cái điều chỉnh những cái thay đổi hợp lý để cái biện pháp phòng ngừa tham nhũng không còn là hình thức